Cuộc sống là vô vàn những cái trải nghiệm. Khi mà còn trẻ ấy, thì bạn thích mạo hiểm, thích đi phượt. Và khi đến cơ quan thì bạn thích tiệc tùng, giao lưu với bạn bè, thì đó cũng là cái tốt để tạo dựng ra những mối quan hệ. Và khi gặp những người bạn thì mình đi uống cà phê để tìm ra những người bạn thân thiết với mình, để tâm sự với họ khi lúc buồn. Và khi mà yêu đương thì bạn phải dành thời gian cho họ, và lúc nào mình cũng vui, vui tươi với họ, niềm nở với họ. Nhưng một cái sai lầm lớn nhất đó là mình luôn luôn niềm nở với người ngoài, vui tươi với người ngoài, nhưng về lại hay gắt gỏng với cha mẹ. Khi mà còn cái cha mẹ và được hưởng cái trải nghiệm đó trong cuộc đời này, niềm vui hay nỗi buồn, thì đó là cha mẹ mình đã cho mình cái điều đó, nên hãy trân trọng cái điều này khi mà bạn còn có thể. Bạn chỉ nhận ra cái giá trị của gia đình và người thân khi một là bạn thất bại, hai là bạn mất đi rồi, thì bạn mới nhận ra cái giá trị đó trong cuộc đời. Nên nếu bạn còn cơ hội để trải nghiệm và còn cơ hội để nắm giữ cái hạnh phúc cha mẹ và người thân này thì hãy biết trân trọng. Nhất là trong khoảng thời gian đại dịch đang diễn ra rất phức tạp, thì đây là thời điểm tốt nhất để bạn nhìn nhận lại những cái điều